hãy nhớ lấy lời tôi. Đã đâu đế quốc Mỹ, đã đâu Nguyễn Khánh, Hồ Chí Minh mau năm, Việt Nam mau năm. Anh Nguyễn Văn Trỗi thực hiện kế hoạch giật mìn phá cầu công lý để ám sát Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ McNamara. Kế hoạch không thành công, anh bị bắt và bị xử bắn khi mới 24 tuổi. Cầu Chúa tha tội. Không cần, kẻ có tội chính là đế quốc Mỹ. Tôi rất tiếc, đã sớm sa vào tay giặc, không còn được tiếp tục chiến đấu để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, thực hiện lý tưởng của đời tôi.